Nếu chỉ có 500k để mua phím chuột thì đừng bỏ qua combo phím chuột này. Đầu tiên, test ngay bàn phím M87 đến từ nhà Freework. Phần nền của em này khá chỉnh chu, phím được làm bằng chất liệu BBT cao cấp nên chống bám mồ hôi tay, mang lại cảm giác gõ cực kỳ đã. Đằng sau là hai chân dựng giúp thay đổi chiều cao của bàn phím. Ngay bên hông là cổng sạc và các chế độ kết nối, tiếng gõ êm, giảm tiếng ồn cực tốt. Được trang bị full LED nền 7 màu, hỗ trợ gõ ban đêm hiệu quả. Khung build khá chắc chắn nên anh em yên tâm nha. Tiếp đến là em chuột X7 đến từ nhà Yulang. Với thiết kế công thái học, em này mang lại hiệu quả cầm nắm tốt, không gây nhức mỏi cổ tay. Các chi tiết được làm tỉ mỉ, mình rất thích những em chuột nào được làm bằng nhựa nhám như thế này, sẽ đỡ dơ hơn đối với những anh em ra nhiều mồ hôi tay. Đằng sau là hai chế độ kết nối USB 2.4G và Bluetooth. Bên hông là nút back forward giúp back trang và nick trang dễ dàng. Pin được hiển thị trực tiếp ngay trên thân chuột. Anh em kết hợp combo này dành cho văn phòng hay gaming cũng ok. Hai em này đích thị là một đôi, giỏ hàng mình để ở phía dưới, anh em tham khảo.